Ông bà ông nói là ông làm việc của ủy ban. Hôm qua ông hợp đồng mấy hôm nay mấy tổng chậm trong ngày. Mấy thằng tổng mới mà hôm nay gặp ông hợp đồng hết trơn. Rồi ông chạy qua lại mình ông ghé. Ông kêu hợp đồng với ổng. Ông nói bị gì hết. Mà ông chỉ ba nào ta. Ở bên mình phú đúng không? Mình phú cái khu đó cũng có thằng sầu riêng cũng ít, không mà sầu riêng xài ở cái vườn đó đất ruộng thấp á. Rồi được cái sầu riêng cái dùng nó không có đó cái nó nuốt cái điện thoại luôn. Nó nhào lên đó nghe. Nó tông á, nó tưởng cho nó ăn nó tông á, nó quen rồi. Ừ. Đã chưa? Đưa cái tay là nó quất luôn á. Đã quá. Đồ nó giật với gặp mặt của cản trở là nó nhào quất liền. Mày thấy ấy không? Thấy gõ không? Thấy. Coi chừng nó nghe. Ôi. Quay cái cảnh nó lội, nó lượn qua lượn lại, nó theo cái đường mình đó. Mấy con tay đưa qua đưa lại như vậy là nó theo mình đã. Đưa gần gần nó tán tay luôn á chứ. Mút luôn à. Cái tưởng mình cho nó ăn thôi. Cá này tại nó dạng, nó thấy người ta lợi là nó nhào ra là nó chơi à. Nó dạng cái nhát nó thấy mình nó có